Nhưng mà chính ra nhá, cái bản trend kia kiểu mình còn có nhiều chỗ để đồ hơn. Còn bản này thì nó tối ưu vị trí để mà mình có thêm hai ghế ngồi, mà hai ghế này là nó cũng chiếm khá nhiều diện tích rồi. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại sự kiện của Ford. Cũng phải chia sẻ rằng là nó khá là đặc biệt vì trước giờ mình chưa bao giờ từng gọi là đi review một cái xe du lịch 16 chỗ. Thì ngày hôm nay đúng thật là Ford đã làm một cái sự kiện quá hoành tráng cho một trong những cái mẫu xe chủ lực của họ, đó là Ford Transit. Thế hệ hoàn toàn mới, đây là thế hệ thứ tư. Thì trên sân khấu thì mình cũng tranh thủ là làm thôi, bởi vì mình không nghĩ rằng là lát nữa mình đi thì họ có bày được nguyên cả bộ ba này không. Thì Ford Transit ở Việt Nam thì sẽ có 3 phiên bản, bao gồm là bản Trend 16 chỗ, bản Premium 16 chỗ và bản Premium Plus 18 chỗ. Thì phía đằng sau mình đây là phiên bản Trend. Ở đây đang sáng hơn thì mình chắc là mình mời các bạn sang bên này xem nhá. Thì thực ra là cái bản mới này này thì nó cũng có những cái sự thay đổi về thiết kế bên ngoài. Nó giống như kiểu Ranger hoặc là Territory, chúng ta đều nhìn thấy là có cụm đèn ban ngày đều được làm mới hơn đúng không ạ? Đây, như mọi người thấy. Đấy, cụm đèn LED này, tạo hình kiểu chữ C. Và tất cả ba phiên bản thì đều sử dụng bóng LED thôi. Nhưng mà LED thấu kính nhá, nó không phải là kiểu Matrix giống như là trên chiếc Everest hay là trên Ranger. Nhưng mà thôi thì đây là xe du lịch nên là chúng ta cũng không đòi hỏi nhiều. Mặc dù mình cũng nhìn thấy là có cái cụm vuông vuông như kiểu, nhưng mà nó không phải là ADAS đâu. Đây thì bây giờ mình mời mọi người qua đây. Cả ba phiên bản này nhá thì đều sử dụng là động cơ 2.3 lít tất nhiên tăng áp, xe máy dầu, và cho công suất cực đại đạt khoảng 171 PS, quy đổi khoảng 169 mã lực và 425 Nm moment xoắn. Nhưng tất cả ở đây đều sử dụng là hộp số sàn 6 cấp. Xe này thì có bản Plus này thì có mức giá là 999 triệu. Mâm trông nó đẹp hơn. Đấy. Mâm đẹp hơn. Mình vào đây mình xem thử là cái bản 999 triệu này nó như nào nhá. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có cái phiên bản gọi là cái phiên bản trần cao và phiên bản trung bình. Thế đây với phiên bản premium thì chúng ta có trần cao này. Trần cao thì nó khác biệt như nào? Trần cao là để được thêm đồ. Có thêm gá để đồ trên này. Đây ví dụ như là một cái bộ sơ cứu để được lên trên. Nhưng mà vali thì chắc chắn là không để được đâu. Mình chỉ nghĩ là để kiểu túi sách thôi. Khi mà mình ngồi thì đương nhiên là trần cao thì ngồi trong nó cũng thoáng. Và đây là vị trí cửa gió này. Bản này là bản 16 chỗ. Đây khi mà mình ngồi thì toàn bộ sẽ là kiểu ghế da kết hợp với cả vải. Nói chung xe du lịch như là mình nghĩ rằng nó sẽ rất là khác biệt khi mà mình đi review những cái xe mà mình ngồi ở bên trong xem trải nghiệm nội thất ra sao. Còn về đơn giản thì đây là những cái mẫu xe để mà gọi là trải nghiệm về dịch vụ, thì những người mà mua xe mà làm dịch vụ họ sẽ quan tâm hơn. Thế mình ngồi thử vào đây nhá. Được cái thì lúc nào ra vào nó cũng dễ dàng cho cả hai bên. Đây là phiên bản premium thì nó sẽ được trang bị là màn hình đôi kích thước 12,3 inch. Trong khi đấy thì phiên bản trend, phiên bản thấp nhất, phiên bản tiêu chuẩn ấy, thì màn hình của nó sẽ nhỏ hơn, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau qua xem. Nhưng phần vô lăng ở đây thì nó vẫn sẽ là kiểu urethane. Tuy nhiên thì có ga tự động nhá. Và cái màn hình điện tử này thì nó cũng giống như kiểu Territory. Ford Transit ở Việt Nam thì nó cũng là mẫu xe được liên doanh giữa GMC với Transit, nó giống hình như kiểu Territory ấy. Và khi mà mang về thì mình thấy là nó rõ ràng là với một cái khoang nội thất như này, và Transit ở Việt Nam thì vốn dĩ là nó vẫn bán rất là chạy, dẫn đầu khoảng 10 năm rồi. Và riêng doanh số của năm ngoái thì Transit đã bán được khoảng gần 3.900 xe và chiếm khoảng 60% thị phần. Không cần phải nói nhiều về Transit ở Việt Nam, nó rõ ràng đây là vua của phân khúc rồi. Ngoài ra thì vị trí để đồ thì phải nói là miên man rất nhiều. Ở trên này đấy. Còn sang đến phía bên mình thì có cái chi tiết này cũng khá là hay này. Các bạn nhìn đây, có cái chi tiết kiểu điện thoại đúng không? Thì khi mà mình bóc ra nhá, cũng là không biết cận. Đây, mọi người nhìn này. Đấy, chỉ đơn giản là để gá cái điện thoại vào thôi. Rồi, ở đây chúng ta cũng sẽ có gạt mưa tự động. Ủa, có đèn pha tự động nhá. Đây, cái này cũng khác với các bản trend thì không có đèn tự động. Ủa, nhưng mà mình nghĩ rằng là xe du lịch mà cũng có cả gạt mưa tự động là cũng được ấy chứ. Nhưng mà tất nhiên, điểm chung của cả ba phiên bản, cái chìa khóa, nó vẫn là chìa cơ thôi. Đây, chìa cơ cắm vào này.
Đóng mở khóa và mở cửa lùa, thế thôi. Đấy, đây là phiên bản premium. Thế mình sang thử là cái bản trend nhá, trước khi mà chúng ta lên cái bản cao nhất. Thì đây là bản trend. Bản trend này thì các bạn có thể thấy là cái trần xe thì nó là trần trung bình. Đấy, nó sẽ thấp hơn. Đây đây, ví dụ như là anh Khoa anh đứng này. Đấy, trần trung bình. Thế khi mà mình nhìn ở phía bên ngoài đi, phía bên ngoài nhá, đèn này thì vẫn là đèn LED này, nhưng mà ở phía dưới thì nó sẽ là đèn sương mù. Mặc dù vậy thì tất cả các phiên bản đều có biển phía sau và có camera lùi. Thế mình mời mọi người vào đây. Ba con đều máy như nhau, đúng không? Rõ ràng với phiên bản trần trung bình thì đây khi mà mình đứng là chạm rồi đây này. Đấy, chạm tóc rồi, đúng không? Kia cái bản kia thì mình đứng nó thoáng hơn và có thêm những cái chỗ để đồ. Còn phiên bản này thì, nhưng mà mình nghĩ rằng là bản này nó vẫn sẽ là cái bản bán chạy nhất. Vì thực ra là gì? Cái bản trend này, nếu như mà so với cả cái bản premium ấy, bản này có 905 triệu mà bản này là 999 triệu, là hơn khoảng 94 triệu rồi. Nhưng mình chỉ có thua kém là gì? Là không có cái đèn sương mù LED ở phía dưới. Đèn thì không phải là đèn pha tự động. Màn hình ở bên trong, đây như mọi người nhìn thấy, thì nó sẽ nhỏ hơn một tẹo. Đấy, cái màn này đấy, nó nhỏ hơn. Không có kết nối Android hoặc là Apple CarPlay không dây. Thực ra mình nghĩ rằng tất cả những cái đấy nó đều không quá quan trọng. Và thiếu đi một túi khí. Nghĩa là bản này nó chỉ có một túi khí phía người lái thôi, không có túi khí ở hai cái ghế bên cạnh. Nhưng mà đấy, mình nghĩ rằng là ở quan điểm mà một cái xe chạy dịch vụ thì chỉ cần như thế này thôi. Mà tiết kiệm được khoảng 94 triệu mình nghĩ rằng là nó cũng ok. Tất nhiên là tùy mục đích kinh doanh của mỗi người nữa. Có những nhà, có những đơn vị thì họ cần một cái xe kiểu trần cao như thế kia để tối ưu vị trí để đồ hơn. Nhưng mà với xe này thì mình nghĩ rằng là bản trend như này là nó vẫn sẽ là một bản bán chạy. Thế bây giờ mình sẽ mời các bạn là chúng ta sẽ đi xem cái phiên bản mà thêm hai ghế ngồi 18 chỗ. Đây là phiên bản Premium Plus, nhưng nó là bản cao cấp nhất, 1 tỷ 087 triệu đồng. Và cái mâm này, rất nhiều người khi mà ở đây họ phải hỏi lại rằng đây có phải là bản cao nhất không. Bởi vì nhìn cái bộ mâm này thì nó không đẹp bằng cái bộ mâm kia, vẫn là mâm bọc sắt ngoài. Mình sẽ mời mọi người. Ok, nhờ mọi người chụp ảnh một chút xíu thì mình sẽ cùng nhau xem cái xe này. Thế mình vào từ bên kia nhá, mình vào từ bên kia này. Được cái là trên seat khi mà mình mở cửa thì cái bậc này nó sẽ là bậc điện. Cửa là cửa điện hết. Thụt lên này. Rồi. À, điện hết nhá. Thì mình đi vào này. Công nhận là cái bản này thì nhìn trông nó rất dài. Thì khi mà mình vào thì tất nhiên rồi, đây là bản cao nhất thì đương nhiên nó phải là bản trần cao rồi. Đúng là mình đi vào thì nó rất thoáng. Và cái bản này thì khi mà mọi người có thể để ý là cái hàng ghế phía sau thì có thể gập lại được, gập lại để mình tối ưu vị trí để đồ hơn. Nhưng mà như ban nãy mình có nghe mấy anh ở đơn vị kinh doanh vận tải thì họ có tính đến việc mà xếp vali thì ra nó cũng chưa được tối ưu lắm đâu. Đấy là theo như mình được nghe. À, thế ví dụ như là mình ngồi ở đây đi. Đây, vị trí hành khách ngồi đúng không? Thì sẽ có thêm chỗ để cốc và có thêm cổng sạc. Đấy, cổng sạc riêng. Đây là một chi tiết cũng gọi là để ý người dùng hơn này. À, xem nào. À, tính ra là tất cả phía bên này đều có, tất cả các vị trí đều có chỗ để cốc và cổng sạc. Đây, các bạn nhìn nhá. Đấy, cổng sạc này. Đây đằng sau nữa này. Đây xem nốt bên này rồi chúng ta đi lên này. Đấy, cổng sạc đúng không ạ? 18 chỗ. Thực ra lần này thì Ford họ còn giới thiệu thêm cả cái bản bản gì nhỉ, gọi là limousine, đúng rồi. Họ còn giới thiệu cái bản limousine, là cái bản đấy gồm có 10 chỗ và 12 chỗ. Nhưng mà bản đấy thì mình nhận thấy nó giống như cái phiên bản mà ngày xưa mọi người biết là đi ca họ mua một cái chassis về xong rồi họ lại độ lại ghế. Đấy thì nó sẽ là cái bản kiểu như vậy. Nhưng mà giá bán thì nó sẽ đắt hơn. Thế bây giờ mình mời mọi người là chúng ta bước vào bên trong. Đây là bản cao nhất này. Thực ra thì về cơ bản thì nó cũng không khác gì cả mấy chiếc kia cả. Đây màn hình thì màn hình đôi. Chìa khóa vẫn là chìa khóa cơ nhá.
Hôm nay cái bản trưng bày đây thì họ đang khóa cái màn hình lại nên là mình chưa xem ở bên trong thì có những gì. Nhưng mà đồng hồ thì là đồng hồ điện tử, giống kiểu Territory. Đây, ví dụ như quạt gió thì mình chỉ có phím cứng ở đây để mình vào được menu thôi. Còn muốn thao tác thì mình vẫn phải bấm ở trên này. Nói chung là mình thấy nó hơi bất tiện một tí đấy. Ví dụ mình tắt này. Đây, mình tắt hết cả nguồn đi này. Đấy. Còn ví dụ ở đây là mắc AC này thì có thể ok. Đấy. Bật tắt thôi chứ còn mà muốn chỉnh nhiệt độ riêng thì vui lòng thao tác bằng tay. Cũng không có gì cả. Đấy, như các bạn thấy rất bình thường. Loa thì cũng có kiểu âm trầm trung bình bổng, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình cũng không kỳ vọng lắm vào một cái hệ thống âm thanh của cái xe du lịch. Và rất là nhiều chỗ để đồ. Đấy là một vòng khi mà chúng ta xem cả 3 phiên bản. 1.087.000.000 cho bản cao cấp nhất này, Premium Plus. Thế bây giờ là mình ngồi mọi người là tranh thủ là mình đi xem cái bản 10 chỗ và 12 chỗ nó như nào nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt ở khu vực là Transit Limousine. Thế thì Transit Limousine thì cái bản này là gồm có bản 10 chỗ và 12 chỗ. Mình xin phép là đọc giá bán của bản 10 chỗ thì nó là 1.379.000.000 và bản 12 chỗ đằng sau là 1.499.000.000. 1.499. Thế xem thử là cái bản 1.379 này nó như nào này. Cái bản 1.379 này thì nhìn chung là phía bên trong nội thất là làm khác biệt hơn. Đấy. Mình vào ngồi này. Đây, ví dụ như cái ghế này mình ngồi đi. Ghế này thì nó cũng lớn hơn nhưng nó không có massage gì đâu. Nó chỉ đơn giản là một cái chiếc ghế lớn hơn. Ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Và phía trước đây thì có thêm những cái vị trí để đồ. Ví dụ như ở đây để cả ly nước này, để chai nước này. Ở phía trên thì chúng ta có tivi, có loa. Đây loa này họ chắc chắn là ở phía bên trong này đều là những chi tiết được độ lại, hoán cải lại thôi. Thì đây là phiên bản mà được Ford bán chính hãng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể rất nhiều người vẫn sẽ mua bản trend về, sau đó họ tự độ lại thì có nhiều phong cách để làm hơn. Ở dưới này thì đây là sàn gỗ này. Sàn này là sàn dán ấy chứ. Dán kiểu giả gỗ các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là gỗ nhưng không phải đâu. Đấy, khi mà mình ngồi thì rõ ràng là vị trí 3 ghế như này thì nó thoải mái hơn. 3, 5, 7 và 2 vị trí kia nữa. Đây là 10 ghế tất cả trong cái xe này. Đấy, trần thì cũng được làm kiểu sáng sủa hơn. Thì nói chung là nhìn thì nó có cảm giác gọi là kiểu cao cấp hơn thôi. Chứ nhưng mà mình nghĩ rằng là so cả mấy cái xe mà đi ca làm ấy, có cả massage các thứ, rồi là từng cái ghế ngồi nó cũng có thể là ngả điện này, rồi có cổng sạc ở trên từng vị trí ghế đúng không? Thì xe này nó sẽ tích hợp hết ở phía bên thành cửa. Nhưng mà nói chung thì đây cũng sẽ là một phương án để mọi người có thể tham khảo. Thì mình chỉ dẫn để mọi người đi xem thôi. Thì bây giờ xem thử là cái bản mà 12 ghế thì nó như nào nhá. Trở lại sân khấu để chụp một tấm hình chung cho tất cả chúng ta. Cái bản này, mình nghĩ cái bản này là bản trend độ lại này. Trần này trần trung bình mà. Thế còn lên đến cái bản này là bản Premium Plus, trần cao và 12 chỗ ngồi. Đúng thật, đây chỉ thêm có 2 ghế ở phía trên này thôi. Chứ còn lại thì chiếc ghế ở phía dưới này là cũng không có gì khác biệt cả. Các bạn nhìn, được cái là trần cao và tivi thì nó lớn hơn hẳn. Mình nhìn tivi nhá. Đấy. Nhưng mà tivi này thì mình nghĩ rằng nó cũng kiểu dùng Android thôi. Nhưng mà chính ra nhá, cái bản trend kia kiểu mình còn có nhiều chỗ để đồ hơn. Còn bản này thì nó tối ưu vị trí để mà mình có thêm 2 ghế ngồi. Mà 2 ghế này là nó cũng chiếm khá nhiều diện tích rồi. Cửa gió. Đây, cổng sạc và chỗ để nước thì nó vẫn không khác biệt gì so với cả cái xe nguyên bản cả. Còn ở phía trên này thì các bạn nhìn để ý không ạ? Nó vẫn như vậy, vẫn là kiểu màn hình đôi. Ở phía trên này không có điểm gì gọi là khác biệt can thiệp. Chỉ có cái ghế này thì nó cũng được làm để trông đồng bộ hơn với cả phía đằng sau thôi. Và đó, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi xem Ford Transit. Mình thì mình chưa bao giờ gọi là đi review những cái xe du lịch kiểu như này cả. Thì mọi người thấy sao? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.